Kính thưa quý vị và các bạn, anh đối đầu với Slovakia, tưởng chừng như số phận đã an bài cho đội tuyển Anh, một đội tuyển có nhiều những ngôi sao tỷ bảng, khi niềm tin gần như đã chấm hết, thì bất ngờ một siêu phẩm của một đẳng cấp của ngôi sao đã tỏa sáng, trước những thất vọng mà người Anh dồn ném trong suốt 90 phút, như một lời đáp trả cầu thủ Kobe, đã chạy về góc sân ăn mừng ngạo nghễ, trên khán đài cổ động viên Anh ăn mừng trong khoảnh khắc bất ngờ, chính giây phút đó người Slovakia cảm thấy như bầu trời đã đổ sập, vì là giây phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, tình huống này đã đưa trận đấu về vạch xuất phát với tỷ số 1-1, chưa hết vận rủi lại đến với Slovakia, ngay ở trong hiệp vụ đầu tiên, như một hệ quả tất yếu, cầu thủ Haniken đã giúp đội tuyển Anh vượt lên dẫn trước 2-1. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn lại trận đấu, đội tuyển Anh đã tra tấn người hâm mộ trong suốt 90 phút, anh được đánh giá là trên chân, đội tuyển Slovakia dường như nhường toàn bộ quyền kiểm soát bóng cho những chiến binh ngàn tỷ, tuy nhiên, không có điều bất ngờ nào được cầu thủ Anh tạo ra, với lối chơi bế tắc trước hàng phòng vệ dày đặc và tập trung của Slovakia. Đã thế cầu thủ Anh còn để mất bóng một cách rất ngớ ngẩn và hậu quả, điều gì đến nó sẽ phải đến. Sau 3 lần cảnh báo đỏ mà Slovakia tạo ra trước khung thành đội tuyển Anh, phút thứ 25 Soan đã băng xuống đầy khôn ngoan để đón pha truyền lọt khe của đồng đội. Với pha đối mặt với thủ môn, tiền đạo số 26 đã dễ dàng làm tung lưới đội tuyển Anh giúp Slovakia vượt lên dẫn trước, pha ghi bàn như là một gáo nước lạnh dành cho cổ động viên Anh trên khán đài. Ngược lại cổ động viên Slovakia vỡ hòa trong niềm vui và phấn khích. Nỗi buồn, nỗi lo âu kèm theo sự thất vọng của cổ động viên anh mỗi lúc một lớn dần sau khi những đường lên bóng thiếu hiệu quả của các cầu thủ họ la hét thổi còi in ỏi càng khiến các ngôi sao của anh như vác thêm gánh nặng về tâm lý quý vị và các bạn thân mến với pha đệm bóng của Phil Foden vào lưới chống ngay phút thứ năm của hiệp 2, các cầu thủ anh đã ôm nhau ăn mừng bản tỷ số cũng hiện lên kết quả 1-1, nhưng va đã vào cuộc và trọng tài không công nhận bàn thắng cho đội tuyển anh vì Phil Foden đã mắc lỗi việt vị đã có sự điều chỉnh về nhân sự ở phút thứ 66 nhưng tuyển anh vẫn đá như gà mắc tóc trên khán đài cổ động viên anh càng phẫn nộ trong giây phút đó một ngôi sao đã tỏa sáng với pha ngả bàn đèn của giúp berlingham cầu thủ 20 tuổi này đã chơi rất mờ nhạt trong suốt 90 phút nhưng chỉ một phút khi cơ hội lóe sáng cầu thủ này đã quân bình tỷ số một đều cho đội tuyển anh vào phút bù giờ cuối cùng của hiệp hạ. chính giây phút đó đã đem lại điều nghiệt ngã cho slovakia hai đội bước vào hiệp phụ trong khí thế vươn lên của cầu thủ anh ngay từ phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất với một tình huống cố định nhận được đường truyền của đồng đội avatoni cầu thủ vào sân thay người đã đánh đầu để hani thoải mái dứt điểm ấn định tỷ số hai một cho đội tuyển anh không còn nghĩ từ nào để diễn tả cho sự sung sướng của cổ động viên Anh, họ đã sống trong sự thất vọng trong suốt 90 phút, và sự thất vọng đó đã chuyển qua cho Slovakia ở 30 phút trong hai hiệp phụ. Thầy trò huấn luyện viên tuyển Anh sau khi tiếng còi chấm dứt, họ được ví như những chiến binh ma thuật, và Anh chính thức đã lọt vào bán kết trong sự tiếc nuối của người Slovakia. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là diễn biến trận Anh gặp Slovakia, với khuôn khổ vòng 16 đội của Euro 2024 mà vta muốn chuyển đến quý vị và các bạn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi vta xin chào và hẹn gặp lại